Kính chào tất cả các cô chú anh chị nha. Chào các anh em bãi chim trên mọi miền đất nước. Thì đầu video giảng cũng xin chúc sức khỏe anh các cô chú anh chị, các anh em bãi chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe nha. Đây, hôm nay giảng tính đi qua bên kia quýnh cái bầy cua vừa rồi giảng quýnh được 5 con đó. Mà qua bển này gặp thằng đệ nó đang quýnh bển. Thì giảng qua đây giảng bắt cái cua vạc nha các cô chú anh chị. Thì thằng đệ nó quýnh nó bển, nó vạc về bên đây dạng bắt. Thì cái bữa dạng quýnh nó bển thì nó cũng vạc về bên đây dạng biết. Thì bữa nay dạng đón bên này dạng bắt nó. Bữa nay gặp cái đám ở trong này hơi ồn nha các cô chú anh chị. Thì quay có gì sẽ xúc mong các cô chú anh chị niệm tình tha thứ cho dạng nha. Hơi lắc hay gì đó các cô chú anh chị cứ bình luận nói với dạng từ từ dạng sửa. Chứ dạng quay cũng không có được nét rõ lắm, mong các cô chú anh chị thông cảm cho dạng. Rồi thì chừng nào cu về dạng quay cho các cô chú anh chị xem nha. Dạng có nghe hai ba con gáy tiếng lớn lắm, mà bầy cu này ở đây con bự con là nhiều. Thì thôi để dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Các cô chú anh chị ơi, ngồi từ hồi 1 giờ tới giờ được em một mà coi nè, chân cẳng coi nè đó, giờ 4 giờ mới được em. Con này quá đẹp các cô chú anh chị ơi, quy coi nè đó, con này cái đầu nó ngộ lắm nè. Cái đầu nó bằng gan ở trên nè, cái ót nó bự chà bá kỳ. Con cua này đẹp còm nhiều đó, không biết chống máy đây mà đẹp quá. Khả năng ghim nó khích lắm các cô chú anh chị, khả năng chống nhiều lắm, con này khả năng chống nhiều lắm đây nè, đã thiệt. Coi để mình coi coi còn em nào nữa không các cô chú anh chị, đẹp tuyệt vời. Con này nói chung là đẹp nha các cô chú anh chị ơi. 4 giờ mới ra con.
đây có cô chú anh chị ơi. Nay mới chịu ra nè. Chân lùng. Con này cũng vừa thôi chứ không có bự con nha các cô chú anh chị. Con này cũng vừa. Vừa cu à. Nè, nói gì thôi. Không bự con. Mỏ vuốt. Con này có còn cũng ít. Con này trống nhưng mà nó xấu nha các cô chú anh chị, đang thay lông. Con này trống chắc 100% luôn. Con nãy còn khả nghi với con này trống. Nhưng mà nó xấu cu chứ không đẹp. Đây. Em nữa. Trời ơi. Còm thì còm nhuyễn. Còm tấm nha các cô chú anh chị. Chân thì cũng lùng. Con này trống, con này trống nhưng mà nó không được đẹp mấy nha các cô chú anh chị ơi. Cù gì giác này mới ra. Còn em chim chiền nữa nè. Chim chiền, chim tơ đó mà giác này mới ra nè. Các cô chủ thấy, anh chị thấy không? Cù gì mà nó bể chưa từng thấy. Cù này chắc tên nào giật sảy rồi chứ. Cù con giác này mới ra. Cù tơ như vậy đây chưa có hộp còm mà giác này mới ra nè các cô chú anh chị. 4 giờ mấy rồi. Đó. Trong cái bụng có mấy hột lúa à. Giác này mới ra. Thôi tiếp tục nghe các cô chú anh chị thử ra được em nào nữa không. Bây giờ 5 giờ các cô chú anh chị ơi. Đây trời cũng tối rồi. Cánh đồng ruộng rồi nè. Trời sụp tối rồi. Mặt trời cu nó hết ra rồi. Cánh đồng lúa chét. Lúa này lúa gài lên nghe các cô chú anh chị. Lúa gài lên mà tốt như xạ vậy. Cái này để là có ăn luôn. Quá trời tốt luôn. Nó lên đều băng luôn. Đó, nó lên đều băng luôn. Đây mình quýnh dựa vô cái lùm này nè, cái lùm này nó ra nè, phải cu trong cái lùm này nó ra. Rồi, thành quả của mình buổi chiều nay được 3 em là cũng mừng rồi. Tưởng đâu là không có em nào mà ngồi cho mày tới 4 giờ mấy mới quýnh được 3 em nha các cô chú anh chị. Đó, 4 giờ mấy luôn. Đây nè, em già này coi cũng được quá nè. Em này coi cũng được quá các cô chú anh chị. Dù là đứng cái tướng bự coi cũng được lắm. Đó. Chân cũng bự nữa nè. Em này nói chung là chưa có già mấy.
chim này chim mùa đầu, mỏ cục ngóng à, mỏ nó cục lắm, thấy không? Con này còm cũng dữ luôn nha, chân cũng to to, bự con. Còn em này thì thua rồi, em kia thay lông thì chống chắc luôn mà thay lông. Còn em này mình chưa biết chống máy nè, chưa có khẳng định được. Đó. Em này bự con mà chưa khẳng định được nha các cô chú anh chị, đẹp luôn. Chưa khẳng định được chống máy. Rồi, vậy cũng xin kết thúc video luôn nha các cô chú anh chị ơi. Xem video cho vậy xin một đăng ký kênh, một like và một lượt chia sẻ nha các cô chú anh chị. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo.